Vâng, xin chào các bạn nha. Chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Đặng Tín Nao ngày hôm nay. Thì năm mới xin kính chúc các bác một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Đấy, chúc các bác một năm 2022 mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Và ngày hôm nay bên Đặng Tín Nao tốt ngày, em chính thức khai xuân trong năm 2022 này. Và đến với Đặng Tín Nao ngày này sẽ có rất nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá trực tiếp trong ngày đầu năm. Thì năm nay thực sự là em được ngày em sẽ khai xuân sớm. Đấy, sẽ khai xuân sớm luôn và sẽ giảm giá sập sàn cho các bác những ngày đầu năm này với những sản phẩm vang mic đẩy lưng tiếng rất là nhiều luôn. Và em sẽ báo giá từng sản phẩm bác ngày hôm nay. Và trước khi video năm mới có ủng hộ cho Đặng Tín Nao Smile nhá, năm mới có bỏ ra vài giây ủng hộ Đặng Tín Nao Smile nào anh em, năm mới khai xuân ủng hộ Smile đi để em Đặng Tín sẽ động lực giá cước tốt quá nào. Ủng hộ Smile đăng ký kênh em nhá, hãy để lại cho em Đặng Tín Nao Smile nào, đầu xuân năm mới ủng hộ cho Smile và đăng ký kênh em. Và em sẽ đi từng sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ báo giá từng sản phẩm ngày này giá cực kỳ tốt ngày luôn. Rồi, và đầu tiên đây, đầu tiên ngày hôm nay, hay xuân đầu tiên ngày hôm nay, trước mắt ở đây em sẽ giảm giá sốc cho bác 5 bộ mic JBL VM500. Một dòng mic phải nói rất là hay luôn, dòng mic JBL VM500, mic 6 số của JBL nhá. Tất cả hàng này hàng nguyên hộp xốp bảo hành 1 năm luôn của JBL VM500. Tiếng con này rất là hay, anh em hát gia đình hoặc làm kéo kéo cực kỳ hay luôn. Đấy, bao nhiêu thiết kế này, hai màn hình hai bên rất là đẹp của JBL VM500. Và tất cả sản phẩm luôn bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra anh toán. Đây là một đằng sau luôn. Đằng sau sẽ có góc nguồn này, góc 6 đi và hai bên giác lông cho bác làm sự kiện nhá. Và em xin báo, em sẽ nói trước ngay từ đầu này. Thì bác đặt hàng ngày hôm nay thì ngày mùng 5 em mới chuyển hàng nhá. Vì ngày mùng 5 bên bộ trưởng mới nhận hàng để chuyển đi. Em có nói rõ là nếu bác đặt hàng ngày hôm nay thì ngày mùng 5 âm thì mới chuyển được hàng đi. Đấy, em có nói rõ trước như thế nhá. Rồi, cho bác xem tai mic đây. Đây là toàn bộ tai mic của JBL 500, rất là đẹp. Và nó tai mic rất là đẹp luôn. 6 số của JBL nhá. Thực sự chất âm dùng mic này rất là hay, không có nhiều nhá. Đây em sẽ alo luôn tiếng mic của bác, dòng mic JBL luôn, bác nghe tiếng mic nhá. 1 2 5 6 7. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Bác nghe tiếng mic chưa? 1 2 3 4 5 6 7. Đêm bao lá vàng đua từ tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi. 5 6 7 lên 1 2. Bác nghe tiếng mic em, dòng mic JBL 500 nó quá hay luôn, em khẳng định luôn quá hay. Và cái đặc biệt ngày hôm nay em xin giảm giá cực kỳ sốc trong ngày đầu xuân ngày hôm nay. 5 6 7 lên 1 2. 3 4 5 6 7 lên. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? 5 6 7 lên 1 2. Ok, và đặc biệt ngày này bác ủng hộ cho Mai nhé, đầu xuân năm mới ủng hộ cho Đặng Tín Nao Smile nào. Em đầu xuân năm mới hết bỏ ra dây ủng hộ cho Mai. Và em báo giá luôn ngày hôm nay, em bán bộ mic JBL 500 với mức giá thực sự sập sàn luôn, chỉ 1.550.000. Giá từ ngày này bán 1.900.000, ngày này bán 1.550.000. 1.550.000, bác nào chốt nhắn tin gọi chốt mic JBL 500 cho em, chốt mic JBL 500 1.550.000 bộ. Bao ship chỉ giảm giá 5 bộ nhá, duy nhất 5 bộ. 1.550.000, bác nào lấy nhắn tin luôn chốt mic JBL 500 cho em, chốt mic JBL 500 1.550.000. Chỉ 1.550.000 mic này, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt mic JBL 500 cho em. Chốt mic JBL 500 1.550.000. Đấy, 1.550.000 mic này bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không đặt cọc. Đầu xuân năm mới có ủng hộ cho Mai nhé, 1.550.000. Bao lấy vui lòng nhắn tin luôn, chốt mic JBL 500 1.550.000 mic này, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không đặt cọc. Thực sự với anh em với mức giá nó quá sốc luôn. Đây sẽ alo tiếng mic của nghe là được nhá. 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2. Và tiếng mic nó quá hay luôn, 1.550.000. Bao lấy vào nhắn tin luôn cho em nhá. Đấy, bác nào nhu cầu muốn sở hữu mic JBL 500 là nhắn tin qua cho em, chốt mic JBL 500 1.550.000. Chỉ 1.550.000 mic này thôi, bao ship 7 1 năm. Đấy, 1.550.000 nhá. Rồi, rồi tiếp tục video này. Tiếp tục ngày hôm nay bên Đặng Tín Nao sẽ giảm giá cho bác 5 con vang, 5 chiếc vang Tireo Tích K20. Đây có thể nói là dòng vang em bán rất nhiều trong năm vừa rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ chính thức đầu xuân giảm giá bác 5 chiếc vang Tireo Tích K20. Đây là một dòng vang cơ thực sự chất âm nó quá hay luôn. Con này hỗ trợ đầy đủ các tính năng hiện đại nhất, cổng quang Bluetooth đầy đủ. Và có những cái dàn đèn rất đẹp nhá, đèn xoáy này. Các bạn đâu đèn nó xoáy tròn đấy, rất là đẹp luôn. Và đối với dòng vang này ai thì chỉnh được, từ người già người trẻ. Đây sẽ quay qua đằng sau một chút của Tireo Tích nhá.
phiên bản K20 này các bác nhận hàng biết rồi thì nó rất là hay luôn. Đằng sau đây cầu qua một tút này, hai đường chàng vào này, được chưa? Left và right cắm đẩy xuống đi này, đường center, đường sup, và con này hỗ trợ đường mic này. Calo 16 đi đằng sau rất tiện lợi luôn, hỗ trợ đủ calo 16 đi luôn. Và đằng trước con vang đây thì em đã nói rồi, cái lỗi thằng vang này thì ai để chỉnh được, từ người già người trẻ luôn. To nhỏ của nhạc này, của mic, của echo vang lại, bác chỉnh bass chung một check của nhạc ở đây, bass chung một check mic ở đây. Và đây phần echo, con này sử dụng echo kép nhá, đã kết hợp gì vào trong này luôn. Và đây bật tắt trong hú rất là tiện lợi, có màn hình luôn. Và thực sự anh em, chất âm con vang nó rất rất hay. Em sẽ alo luôn tiếng mic cho bác nghe con vang này. Đây sẽ alo bác con nghe tiếng mic của vang TDK20 nhé. Một hai ba một năm sáu bảy lên một hai ba một năm sáu bảy. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Năm sáu bảy phải nói tiếng mic con này nó quá hay. Em khẳng định một con vang echo con K20 với mức giá thực sự rất sốc ngày đầu năm có luôn. Năm sáu bảy lên một hai, năm sáu bảy lên một hai, ba bốn năm sáu bảy tám chín bảy lên một hai sáu hai, sáu bảy lên một hai sáu bảy lên. Và ngày nay bắt đầu chốt nhà em, chốt vang K20 giá chỉ 1.450.000. Giá từ ngày bán 1.900.000 ngày 1.450.000. Bao nào chốt nhắn đi luôn, chốt vàng K20 cho 1.450.000 bao ship 715, nhận hàng kiểm tra đó không là cọc 1.450.000. Bao lời nhắn tin nhắn chốt vàng K20 cho, chốt vàng K20. Một vàng tiền K20 giá 1.450.000 này. Bao lời nhắn tin luôn, chốt vàng K20 1.450.000 nhá, bao ship 715, nhận hàng kiểm tra toán không là cọc 1.450.000. Chốt vàng K20 cho, chốt vàng K20. Chốt vàng K20 cho 1.450.000. Thực sự có một con vàng nó giá nó quá tốt luôn. 1.450.000 một con vàng K20 này, bao lấy nó nhắn tin luôn, chốt vàng K20 chưa? Giá nó quá sốc này mày luôn, phải nói mức giá nó quá sốc luôn. Chốt vàng K20. 1.450.000 nha, bao lấy vào lòng nhắn tin luôn, chốt vàng K20 chưa? Số điện thoại đây, 0916 này, 957888, chốt vàng K20. 1.450.000 con vàng cơ đầy đủ cổng quang Bluetooth, không thiếu một cái gì và rất đẹp luôn. Đấy, 1.450.000 thôi. Đấy. Anh em có nhu cầu nhanh tay nhắn đi cho em nhé, chốt vàng K20 cho em. Nói chung là một con vàng nó đẹp như này, nó chất như này và nó quá dễ chỉnh luôn, cổng qua một tút đầy đủ, rất dễ chỉnh, rất đẹp. 1.450.000 thôi. Và em tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện các bác, không thiếu một cái gì cả. 1.450.000, bao lấy vào nhắn tin cho em nhé, chốt vàng K20. Cứ nhắn tin cho em đặng tín luôn, chốt vàng K20, 1.450.000, rất đẹp. Và đối với dòng sản phẩm này, bảo hành 1 năm này, nhận hàng kiểm tra anh toán không phải cọc cái gì cả, 1.450.000 thôi. Bao đầu nhu nhắn tin luôn cho em, chốt vàng K20 cho em. Em nhắc lại là mùng 5 âm em mới chuyển hàng nhá. Tất cả là chốt thì mùng 5 âm em bắt đầu chuyển hàng, 1.450.000. Đấy, chốt vàng K20 cho em, 1.450.000 bao ship nhá. 1.450.000 bao ship khoác. Tiếp tục đây. Rồi đầu xuân năm mới ủng hộ cho Đặng Tín nó Somalia nào. Anh em mua đầu xuân năm mới ủng hộ cho Somalia và đăng ký kênh nhá. Đầu xuân năm mới bác ủng hộ cho em Đặng Tín nó Somalia đi và đăng ký kênh đỏ với cho em nhá. Rồi và trước mắt đây là chiếc máy lưng tiếng TACT phiên bản mới nhất đây. Thì ngày hôm nay có tiếp tục 5 chiếc máy lưng tiếng TACT phiên bản TA99 hàng chính hãng của TACT phiên bản mới nhất hiện nay 2022. Và ngày hôm nay em Đặng Tín sẽ giảm giá bác 5 chiếc này. Sẽ có 5 chiếc máy lưng tiếng TACT này sẽ giảm giá sốc các bác luôn. Với mức giá sập sàn và trong năm vừa rồi bán quá nhiều dòng máy lưng tiếng này rồi. Và trong bộ giá bác hiện nay không thể thiếu máy thiếu cho máy lưng tiếng rồi, để lưng tiếng nhạc tiếng mic nhá. Đây. Tất cả đầy đủ mã QR các bác luôn, không thiếu một cái gì. Đằng sau đây hai đường nhạc vào này, hai đường nhạc ra, đường ra súp, tặng đầy đủ dây giác calon các bác, không thiếu một cái gì. Và phiên bản mới nhất hiện nay nó quá đẹp luôn. Kênh 1, kênh 2 đây, làm mic chỉnh bass này, tuner cơ các dòng ca ở giữa cho em này, preset này nhẹ ở giữa cho em, hai mic ở chỉnh chép. Đấy. Còn nếu cho em đây hai đường chỉnh súp nhá. Và in bài bác nó qua lưng tiếng, qua tiếng bắt buộc ấn vào cho em, lì lưng tiếng ra dụng. Và thực sự em nói rồi, trong bộ dàn bác không thể thiếu cho máy lưng tiếng rồi, để lưng tiếng nhạc tiếng mic rất hay. Và sẽ tiếp vào nghe chất âm khi qua lưng tiếng, qua tiếng nó hay như nào nhá. Lại vòng nghe chất âm này. Không hoàn thế nhá. Mọi người thấy trùng hẳn chưa? Đây không hoàn thế nhá. Hoàn thế nhá.
khác biệt hoàn toàn luôn. Và em cũng xin báo giá luôn nhanh nhiều hơn. Đối với chiếc máy lươn tiếng này hiện nay, giá hiện nay công ty đang bán là 2.200.000, nhưng ngày này bác khai xuân em báo giá luôn 1.150.000, chỉ 1.150.000. Bác nào chốt nhắn tin em chốt nâng tiếng 99 1.150.000 nhá. Em nói thực sự bác là giá không ở đâu có, giá rẻ nhất thị trường trong sau thời điểm này luôn. 1.150.000 bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra toán không được cọc, tặng bác ra calo 1.150.000. Nhắn tin cho em chốt nâng tiếng 99 nhá. Chốt nâng tiếng 999 1.150.000. 1.150.000 thôi, bao ship bảo hành 1 năm. Đầu số năm mới ủng hộ đăng tí nó xin like nào. Đầu số năm mới bác ủng hộ cho mình like nhá. 1.150.000. Bác là nhắn tin em chốt nâng tiếng 99. Chốt lưng tiếng 999 1.150.000. Đấy, 1.150.000. 1.150.000, bác nào vô nào nhắn tin nữa làm. Chốt lưng tiếng 99 cho em 1.150.000. Chỉ với giá 1.150.000 bác sở hữu một chiếc máy lưng tiếng ngày hôm nay. Thực sự các bác nào đầu năm nó bán giá quá sốc của các để bác chơi rồi. Đấy, 1.150.000, bác lấy vô nào nhắn tin em chốt lưng tiếng 99. Chốt lưng tiếng 999 1.150.000. Một chiếc máy lưng tiếng chính hãng của TCT. Em cam kết là hàng chính hãng rồi, em này bán thực sự có trong năm vừa rồi bán mấy trăm chiếc rồi. Thì ngày hôm nay đầu xuân năm mới em khai xuân có luôn 1.150.000. Thực sự có một mức giá quá sốc để bác sở hữu cho máy lớn tiếng này, lớn tiếng nhạc, tiếng mic. Đúng là máy lớn tiếng nó quá hay luôn. 1.150.000 bác lấy vào lòng nhắn tin em, các ủng hộ cho mình like nhá. 1.150.000. Chốt lớn tiếng 99 em, chốt lớn tiếng 999 1.150.000. Đấy, bác bỏ ra số tiền chỉ 1.150.000, bác đã sở hữu một chiếc máy lớn tiếng chính hãng này. Và thực sự bác em khai xuân chỉ có 5 chiếc thôi. Em bán khai xuân chỉ có 5 chiếc máy lưng tiếng thôi. Đấy, với giá 1.150.000 nó quá sốc luôn. Em khẳng định mức giá tốt nhất cho anh em mình trong thời điểm này luôn. Nếu bác nào nhu cầu nhanh tay nhắn tin cho em chốt nâng tiếng 99 em, chốt nâng tiếng 99 1.150.000. Đấy, 1.150.000. Ok, chào bác ủng hộ cho đảng tín xong nào, anh em ủng hộ cho bác nhá. Chốt nâng tiếng 99 em nhá, 1.150.000. Đây, và ngày hôm nay sẽ bán cho bác khai xuân một con đẩy. Một chiếc đẩy bãi xịn luôn. Ui. Đây, bán duy nhất một chiếc đẩy MX550 nguồn khủng nhá, đẩy hàng bãi MX550 được chưa. Con này thì công suất là 700 một cây rồi, 2 4 6 7, 28 sò nguồn khủng luôn. Cờ MX550 công suất là 700 một cây, đánh tốt cho 2 đô 30 rồi. Riêng con đẩy đánh 2 đô 30 vì chạy sò trường nó GVKF, đánh 2 đô 30 thoải mái nguồn khủng nhá. Hàng zin bán khai xuân bác luôn, em bán khai xuân con đẩy luôn nhá. Được chưa, 2 4 6 7 con, 28 sò nguồn khủng như này. Các bạn ủng hộ cho đảng tín cho mình nào, em đầu xuân năm mới khai xuân ủng hộ cho mình nào, em ủng hộ cho mình và đăng ký cho em nhé. Đấy, đẩy MX550 nguồn khủng 8 tụ zin đét 24 sò, đúng không, 24 sò, à xin lỗi, 28 sò, 2 4 6 7, 28 sò. Em báo giá luôn, bao là chốt đẩy MX550, em báo luôn giá 2.100.000. Thôi xin lỗi các bác là bán 1.900.000 ngày mai luôn. 1.900.000 này không bao ship, 1.900.000 con đẩy 28 sò khủng này, chạy sò trường là GVK 2, 1.900.000 không bao ship. Bao nào chốt nhắn tin nhầm chốt đẩy MX550 cho em, chốt đẩy MX550 1.900.000. 1.900.000 em không bao ship nha. Nhưng các bác là giá nó quá rẻ, một con đẩy như này bác nhìn cho em này. Thực sự một đẩy nguồn khủng này, chạy sò trường là GVK em bán có 1.900.000. Thực sự với các bác mức giá nó quá rẻ, quá sốc là 1.900.000. Bao nào chốt nhắn tin luôn, chốt đẩy MX550 cho em, chốt đẩy MX550 và mua đẩy đầu năm chuyển khoản cho em nhé, mua đẩy chuyển khoản cho em, chốt đẩy MX550 cho em 1.900.000. 1.900.000 con đẩy như này các bác thấy thực sự có là nó quá sốc luôn, phải nói là quá rẻ rồi, với tầm giá là quá rẻ luôn. Chốt đẩy MX550 cho em, chốt đẩy MX550 1.900.000 không bao ship. Em nhắc lại đây là hàng không bao ship nhá. Có nhớ ủng hộ cho đảng tín cho mình này, anh em nhớ ủng hộ cho mình này nhá. Chốt đẩy MX550 nguồn to nhá, 28 sò, 28 sò trường. Anh lưu ý các bạn, đây là sò trường là GVK chứ không phải là sò thường nhá. Sò trường là GVK 28 sò, nguồn khủng luôn. Đấy, nguồn khủng luôn. Quá chất luôn, nguồn khủng luôn. 28 sò. Chốt đẩy MX550 cho em, chốt đẩy MX550 cho em 28 sò, 1.900.000. Bán đồng nhu cầu nhanh nhanh nhắn đi luôn, chốt đẩy MX550 cho em.